Sau nhiều ngày đường đi huyện Lục Yên chia cắt vì giao thông tê liệt, ngày hôm nay chúng tôi mới có thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là hiện trường của vụ sạt lở đất khiến cho 9 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn đang mất tích. Hậu quả của vụ sạt lở đã san phẳng toàn bộ 5 ngôi nhà dưới chân đồi. Theo một số người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, thời điểm thảm họa xảy ra, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng. Do vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng, mọi người đang ngủ say và diễn ra rất nhanh nên đa số các nạn nhân không kịp chạy thoát thân. Trong đó có 9 nạn nhân xấu số bị đất đá vùi lấp thiệt mạng, chỉ có 3 người bị thương được người dân cứu hộ kịp thời. Có gia đình cả 5 người bị thiệt mạng. Tất cả các nạn nhân đều có mối quan hệ họ hàng, mất mát, đau xót là không kể xiết. Theo đại diện chính quyền địa phương cho biết, suốt nhiều ngày qua, gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân cùng các phương tiện máy móc đã không ngừng nghỉ, san gạt, đào bới đất để nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân đang bị vùi lấp. Về công tác tìm kiếm cứu nạn thì ngay khi nhận được tin ở đây xảy ra vụ việc như này thì Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, dân quân, công an, rồi tất cả các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã đến để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngay từ lúc xảy ra. Anh em thì cũng rất là mệt rồi nhưng mà cũng cố gắng để coi như làm sao để tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong cái vụ sạt lở đất này. Tại hiện trường kéo dài cả 100 mét, bốn bề là bùn đất, cây cối gãy đổ la liệt, phía trên là những quả đồi bị sạt lở tan hoang, khung cảnh đổ nát, tan thương bao trùm khắp thôn làng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 nạn nhân được tìm thấy, vẫn còn một nạn nhân đang nằm lại dưới bùn đất và đống đổ nát. Trong một đêm đang yên bình thì thử nên có một tiếng nổ to và kéo dài vào trong lúc đó thì tôi vừa nhìn thấy rung hết cả những cái khu gần nhà bắt đầu dậy. Hai vợ chồng tôi thì mới đang ngủ vùng dậy thì thấy ba căn nhà ở bên trên tôi hàng thẳng về trước cửa nhà của tôi. Gia đình nhà tôi thì hiện tại là mất 5 người, những người thân là có bố, mẹ, chú, thím với lại cháu. Các điểm nghi ngờ nơi thi thể nạn nhân bị vùi lấp đều được đánh dấu cẩn thận để lực lượng chức năng tìm kiếm. Hiện tại, công tác tìm kiếm đã bước sang cuối ngày thứ tư, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương, tích cực, chạy đua với thời gian, triển khai công tác tìm kiếm để sớm đưa thi thể nạn nhân về với người thân, gia đình lo mai táng chu toàn theo phong tục địa phương.